Lô, xin tất cả anh em, nay tôi sẽ tiếp tục quá trình làm nhà chị đây, em muốn nó xem video nhé. Hồi quá. Cả hai mới cùng với vừa lời cái vừa vạc trên chê chúng tôi luôn, chê ít quá. Bây giờ mình đang làm một góc này, cái sẵn đi. Dạo đi mày nhá, chê luôn là ông lại gửi vậy cứt nữa. Cái y tí chúng mới phải hoạt lại đi, đéo bẩn lắm, bẩn cái đéo được. Cho nó ngửa về phía này đi. Bỏ bỏ ra. Chúng mới dọn đi con bò, chúng mới bắt cho một cái thanh ở giữa nó. Chúng mới cho một thanh ở giữa. Mình buộc với lòng. Đinh 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 đinh. Cái đường này sao? Búa nó bay vào đâu. Nó bị dẻo quá. Nó bị lạnh. Mày đóng đi. Đinh dẻo thôi. Đinh con dẻo con đâu nhọn gì. Đinh nói đinh đóng cột thẹp đó. Đinh cái đó nhọn nhọn đấy. Đúng rồi. Thế có tía nào? Làm gì? Mua ít đinh mới mà đóng. Mua ít cái loại đinh tí tí ấy. Đinh thì đóng nó chắc lắm. Rồi, ta anh để ống tre này đó cho anh nhá, đứng theo nghịch nhá. Đứng nơi ống tre của anh, cứ bỏ ra cho anh. Mỉ mỉ yêu kìa. Nẻ nó không thể nào đâu. Anh đang muốn làm nó, đưa anh con dao qua. Quay ảo đá em ơi. Đi mẹ lấy dao rồi đập gạch ạ. Mỉ mỉ dao. Đập đâu sâu, đâu sâu. Đập mỉ với nó chỉ chửi đó. Đâu sao mà nước. Pin mà. Đi làm. Nó căng ngay căng nghiêng mà. Thì ta làm sư được. Không lại bao như lúc nãy. Gió hơi to. Nghe nhẹ. Chứ thì đéo nó căng ấy. Lúc nãy là gió hơi to.
dây gì buộc hai cái đầu này buộc kia đi. Mất cứ lấy dây đi. Cứ lấy dây buộc đi đã, từ từ đã. Nhổ rồi. Đi tìm dây. Hai xuống kia lấy dây chỉ chết rồi. Con ra máu đâu? Ra máu mình còn. Con ra máu rồi. Cam muối. Cũng ơi đừng cam. Anh đang gọi đến đây Sơn. Anh chạy xuống rồi cam thì thôi đi. Đừng cam đi. Dạo ai đừng cam đâu rồi. Cũng ơi anh đi không? Tao chiêu. Dính nơi đường cam ô anh với. Dí đường cam ô chó đi ở nhì. Ở thì đường cam ô anh với. Dí nơi cũng đẳng nhìn hết cả cái ra hết. Ở khi cãi với cô ác rồi. Nè cãi con đi cãi con nhì. Bọn cháu lấy chi mà cháu lấy bút măng nó cua. Huy ơi, về phải học hỏi thêm thôi nhỉ. Tí nữa tao nẹp lại. Này, tí nữa nẹp như này nè. Nẹp không? Hay lấy luôn mà cái này đi. Lấy lá mình cũng có một lá. Mấy lá một chút nhỉ? Lá một. Rớt tí nữa mình sẽ làm 4 cái chục. Đáng rồi. Rớt tí nữa mình làm 4 cái chục. Mình sẽ làm 5 cái. Xong rồi mình cái nó lên á. Đặt lên như thế. Cái này kéo đủ. Còn nó mét 7 cơ mà. Cái nó phải hơn. Đò cái nào. Ôi, ôi, cháu đi. Mày. Rồi. Bin ơi, mất điên gì hả? Mất điên rồi. Thế là đây em gì? Hả? Đi cu. Thế là mình bỏ mẹ thì nan mà kê lấy cái nơi là mà làm thanh ngang. Ừ. Mình cứ nói với nan là sạch sườn đấy. Chó đâu? Đấy, sạch sườn. Nó là hướng, nó xuống đây làm gì? Nay chơi. Tí nữa lại mất điện rồi, với mất tâm dầu gì vậy? Đúng rồi, kia được buổi này rồi mà. Nay không mất điện rồi, bây giờ không sửa rồi. Ở dưới Hà Nội, bác Khanh về dưới Hà Nội từ năm đấy đến hôm đến bây giờ vừa có một lần mất điện hôm thứ bảy. Ơ, vừa mới cũng được mấy chục năm nay rồi vừa có một lần mất điện. Hà Nội mấy chục năm nay cũng không mất điện. Hà Nội mấy chục năm nay không mất điện nữa. Chỗ đấy thành phố nhỉ? Ai cắt thành phố?
nó nhiều toàn cửa hàng to, nó kiện nữa cái gì. Anh chỉ dám cắt ở mình để cho nó lấy thêm nước thôi. Ở trên Sơn La chú anh Cường mẹ cạn hết nước luôn. Ở trên chỗ anh Sơn La anh Cường không có nước thủy điện đâu. To nhất thì là nó hợp mặt được thủy điện Hòa Bình. Đâu, đất thủy điện Sơn La này. Anh giờ Hòa Bình này. Anh Cường ơi. Ờ? Anh Cường ở Sơn La này. Anh là ở Hòa Bình này. Quê mẹ ở Hà Bình, quê bố ở Sơn La này. Nhưng mà nó chưa ở Sơn La này. Con mẹ đâu nhỉ? Mẹ mẹ đi. Đi nước rồi đi. Lên rồi. Lên tháo cả kia ra quần lấy ở trên kia nữa. Rồi, mang mấy cây này lên thôi. Mày quay với tôi chứ sao? Cầm bên này cẩn thận mà đi. Cầm một cái. Có đinh nha, pin nha, cẩn thận lại. À, tao biến mới chặt chị làm nha. Nha gì? Tao chứ mới chặt chị làm gì? Chơi. Vậy, đến làm nhau. Đâu, không chặt, không chặt chị to quá. Không làm giường á. Ừ, dương thì nắm. Mới làm dương thì mới cho cho nhà mới nắm được. Tao chắc chê nó, tao làm bốn cái khung tròn của nó, xong rồi tao đóng gỗ xung quanh. Coi dơ thì coi chê cái thằng nó chặt xong cũng bỏ nó chứ mó, phải chặt cuối đi chứ. Đeo chặt xong bỏ nó nhà vậy lúc cu xuống cu chửi giò. Hôm qua thằng Lâm chặt, em chặt đấy. Mày chặt xong rồi bỏ nó nhà, cu xuống cu chửi giò. Mày kim không ơi. Một lời cứ nói với thịt mẹ mày cắt luôn bỏ đi. Cắt ngược lại thì... Không có mấy cặp ở đó mới bể đi được. Bin là đời anh nhớ nói cái bin ở là đời nhớ nói cái dự dự hoành thì nói dự hoành thì nói. Bỏ cái đấy đi. Dự đời. Không dùng cái chê nữa đâu bỏ đi. Bây giờ dùng cái kia kìa. Ừ. Bây giờ mà có chi đặc thì tốt nhỉ. Chi nó đéo đặc chỉ lấy gì. Hắn mà ra đây mới cưa phụ ảnh đi. Lại cưa cái coi nó mỏi tay quá. Nhìn lũ lại anh cho nó cưa. Tí nữa có chú Hai, chú Khánh xuống đó. Cô với cô bảo chú Hai, chú Khánh. Bỏ cái đinh vào đây bên này. Bỏ cái đinh vào đây. Bỏ đinh vào đây. Tao với tao bảo chú Hai, chú Khánh. Tao không biết. Tao đoán thế. Căn bản là bố anh ấy bắn dĩ ra đây thôi. Chứ đây không cá được cái này ra đâu. Con dao nhọn đi. Đấy. Con dao nhọn đi. Thôi, ném một con dao nhọn này. Đấy, thôi. Đi rồi, lấy con dao nhọn. Dao nào. Đấy. Chết tấm này rồi, kéo ra rồi chứ. Có lắp tao quá. Ui, có người ra đó, chuẩn bị tính sau đây. Đợi chạy ra chứ. Mọi. Đủ chung mối nữa sao nhà, ta bảo mối nhà. Chặt chê, chặt quịt luôn, đừng chặt tí nữa đây, bỏ rồi, tí đây thì chặt bỏ rồi. Chặt cạnh nào, vượt đường. Đợi xin cái nhỏ pin này. Đứng đổ ra là vì nghẹt ra rồi.
kia con cả đi vợ con ngoài rồi. Bi nhát ổn đi người đây cho anh đi. Toán đinh tao nhặt ở trong bếp, bếp lửa mà. Bếp lửa nhà anh ba anh đùn tao nói. Nói pin có cưa không? Cưa phù hành chị em mình quá. Anh giữ cho. Trời ơi là nó cưa. Tôi chuẩn ở đây nha, đi cưa lại. Cái chai đi đâu rồi không? Mới dùng vừa vừa đi thôi. Cái này cắt vào đi đi ạ. Đó, cái này. Quá. Quá. Xong rồi. Đi đùa à? Tốt quá. Em đi đi để em đi cưa thêm cho anh rồi nhá. Sao bởi cứ nó cứ thật là đi đùa nó. Cái đéo đi này chứ, tao muốn kiếm cái chê nó to to như thì nó để lắm mẹ thì nó phải ấy. Cái gì? Anh muốn bốn cái cho nó to bằng nhau mà dơ đi mẹ chua này chân thịt gì đây. Thì cục nơi được xuống rồi. Đi. Từ. 18 phút rồi. Rồi, có cái nói nó ngủ lên dép của anh. Rồi được. Mấy cái đinh ở trong người ta bỏ cái thang nó rồi tí nữa để mang đố về nhà nay anh mang làm đố xuống đó cưa này chuộc này đinh này à. Hai con dao thôi kéo đi nữa mới lên nó vừa lên nó nói bố ra hai bạn là mới lắm lại đó. Rồi mới lăng đằng lại lại một con dao bố bố anh giống nhọn nhọn thì em mẹ con dao ấy để bố ấy chọc thiệt bố ta mới nó sửa hôm qua hôm kia xong mang lên đây thì mới lại nó dạy mà thấy bố ta để nhỏ ta mang cái gì đó nó đứng nó đứng với tao không nghe đùng cái lón này nó chơi với người ta với ta bảo đừng đùng nó nữa vẫn không nghe cười nhỉ cười được to con như vậy cười đi cười đi chó mày này mới cho ỉa đó mày. Nó là ỉa đâu. Mới này đến nó không có. Chó đấy. Mày. Với cho chó sang nhà cho ỉa nó xong mới cho xuống mày. Có cái kích lọc. Cái này kích lọc.
cho qua tao rồi tao hiểu bơi. Mày không mang dây thi lên hả Quý? Đang cua kìa, cua nó nhảy cả tay đau quá. Đi đua à? Bộ cả cây đấy nữa. Đi rồi cô bình cưa hắn lạch mày nó cho nó vào đấy. Để nó giấu như cái con cưa lạch. Nó bảo mà nó sao cưa nhẹ thôi, đừng cưa mày nó lạch một nửa mày cho nó vào đấy. Đấy. Đấy, đi lại xem. Đây là chân dưỡng ừ. Cưa lạch cho thế mới nghĩ chạy chạy cái kia xuống dưới đó để nắm một người kia chạy rơm mới nghĩ mẹ mà kia nó bó nó đốt cho ơ xong rồi sâu sâu nữa ơ tao chưa thấy tao nóng thôi bây giờ thử làm tiếp thôi đi nhỉ. À từ từ để nhẹp đã lấy thêm một hai giây đây từ phải cho lên cứ rồi. Đấy, nó biết cưa theo đúng như vậy đó. Nó đi mẹ cưa nó nhảy vào tay chảy vào máu. Đây cưa đây nè. Để đi cho bị lực. Cho nó cưa thân nó nha. Cho. Để làm được thì chúng ta to tí tí anh em mình làm. Nha, hả? Nhưng mà phải nẹp lại đã. Không giữ giữ. Lấy gì chèn bánh đi không nó lăn. Mày cứ tháo ra đi. À. Nhầm. Vậy cứ tưởng cưa hồ thì nào. Cưa ẻo là bỏ. Bí nó lên đây nhớ nó cả. Cưa. Cưa thẳng ra nhà đừng có kéo nữa. Đâu? Ai muốn ra kìa. Thank you.
không đủ không? Tí máu ra đây nha. Lom đàn mấy cụ. Hôm nọ nó đàn mấy cụ ạ, nó đàn đôi luôn mấy cụ. Thế coi đói gì, nó đàn mấy cụ. Cái đó mà cưa xuống mà cưa Huy cho hết xuống đi Huy ơi. Cho xuống hết đi đã. Mình nhẹt ra. Nhẹt kìa. Cho xuống đi. Cho hai cái đó nó phẳng phẳng với nhau nhé. Tao vẫn vằn nói mới là thế nó mới cố vằn ngược lại lắm mà mèo mấy hả? Hai chín đưa tao cái dao đi bây giờ tao che ông cho cắt đi, đi. Cắt, cắt luôn đi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào, tôi xin được kết thúc ở đây nha. Xin chào anh em, gặp lại anh em.